Thưa quý vị, cũng trong sáng ngày hôm qua, ngày 16 tháng 9, thống kê trên cổng thông tin tiêm chủng vaccine COVID-19 cho thấy cả nước đã tiêm được hơn 22 triệu liều vaccine, trên tổng số gần 30 triệu liều vaccine COVID-19 mà Việt Nam đã được tiếp nhận. Gần 30% người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm vaccine COVID-19. Hơn 3,2 triệu người đã tiêm đủ 2 liều vaccine. Trong đó, thì 10 tỉnh, thành phố có tỷ lệ tiêm vaccine thấp nhất phải kể đến là Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thái Bình và Đà Nẵng. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, hiện 89,26% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một mũi vắc xin COVID-19 và theo lộ trình tiêm vắc xin người COVID-19 từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 9, thành phố có tổng cộng hơn 2,7 triệu liều vắc xin để tiêm mũi thứ hai cho người từ 18 tuổi trở lên. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai tiêm vaccine theo nguyên tắc chung là tiếp tục tiêm mũi 1 cho người từ 18 tuổi sinh sống trên địa bàn thành phố chưa được tiêm để đảm bảo độ bao phủ vaccine. Tiêm mũi 2 cho những người đã được tiêm mũi 1 khi đủ thời gian theo từng loại vaccine như đã nêu trên. Và bên cạnh đó, để phát hiện triệt để các ca nhiễm trong cộng đồng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các quận huyện và thành phố Thủ Đức tiếp tục triển khai xét nghiệm liên tục người dân ở vùng đỏ, vùng cam được xét nghiệm ít nhất 3 lần và các vùng còn lại được xét nghiệm ít nhất là một lần hoặc mỗi hộ gia đình được xét nghiệm ít nhất là hai lần.